với tâm trạng bỡ ngỡ và lo âu của những tân binh ngày đầu mới nhập ngũ về các đơn vị, sau 3 tháng rèn luyện đầy thử thách vượt nắng thắng mưa, đến nay những chiến sĩ mới nhập ngũ đầu năm đã thích nghi với môi trường quân ngũ, đặc biệt qua những đợt kiểm tra bắn đạn thật nhằm đánh giá kết quả huấn luyện đã giúp các chiến sĩ mới thêm tự tin và trưởng thành hơn, ghi nhận tại một số đơn vị của quân đoàn 1 và quân khu 1. Cách đây 3 tháng, vào giờ rèn luyện thể dục, thể thao hàng ngày tại đơn vị, để thực hiện những động tác tại bãi tập thể lực tổng hợp này, chiến sĩ Đỗ Văn Anh cùng đồng đội đã gặp phải không ít khó khăn. Hôm nay, Văn Anh rất tự tin và hoàn thành xuất sắc từng nội dung kiểm tra trên khung dây leo, nhảy cao, nhảy xa, co tay xả đơn, xả kép. Thời gian mới bước vào môi trường quân đội, thể lực của tôi rất kém. Những ngày đầu lên xả tôi chỉ kéo được 14 đến 15 chiếc. Nhưng sau một thời gian hoạt động, rèn luyện, học tập và sự lãnh đạo nhiệt tình của các cán bộ chỉ huy và sự phấn đấu nỗ lực của tôi sau mỗi giờ học tập vất vả, thì tôi bây giờ thể lực của tôi đã tiến bộ và kéo được 30 cái. Trái với nỗi lo lắng của lần đầu chưa quen với tiếng nổ của đạn thật, thì trong đợt sát hạch huấn luyện chiến sĩ mới vừa được quân đoàn 1 tổ chức, bộ đội đã thao tác đúng yếu lĩnh động tác. Hoa bắn giỏi chính là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực suốt thời gian qua của mỗi chiến sĩ. Các cán bộ đại đội, trung đội cũng đã đến hướng dẫn tận tình về các kỹ thuật bắn, rồi các yếu lĩnh động tác và kỹ thuật của chúng tôi đã được nâng lên. Những cái bản lĩnh bắn của chúng tôi không còn run như những ngày đầu nữa. Khẩu hiệu chăn vuông góc, tóc cắt cao, gặp nhau phải chào, xưng hô đồng chí đã trở thành nếp sinh hoạt và ứng xử chuẩn mực trong cuộc sống hàng ngày của những chiến sĩ ở trường bắn quốc gia khu vực 1. Từ khu nhà ở cho đến nhà ăn trong đơn vị, tất cả đều trở nên ngăn nắp và chính quy. Để có được điều đó, đơn vị đã chủ động khắc phục khó khăn khi đây là năm đầu tiên đảm nhận nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới. Quan tâm chăm lo bảo đảm đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Có như vậy thì công tác huấn luyện chiến sĩ mới đạt kết quả tốt. Chuẩn bị cả con người, cơ sở vật chất cũng như là nơi ăn ở cho cán bộ chiến sĩ. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các đoàn thể và để thực hiện tốt công tác huấn luyện chiến sĩ mới. Giờ nào việc nấy, kỷ luật là sức mạnh của quân đội. Với một môi trường văn hóa lành mạnh, chính quy và đoàn kết như thế này sẽ giúp cho những người lính trẻ vơi bớt nỗi nhớ nhà, tạo động lực để họ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.